Xin kính chào quý ông bà, cha mẹ và các anh chị. Chương trình tin mừng hôm nay do giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp thực hiện gồm có chia sẻ tin mừng với cha Thomas Hà Quốc Dũng, thánh ca và tin tức công giáo. Phần cuối cùng là một bài về thánh Stanislaus. Sau đây, xin kính mời quý ông bà, cha mẹ và anh chị cùng xem. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Gioan. Khi ấy người Do Thái luyện đá để ném Chúa Giêsu, người lên tiếng hỏi rằng: Ta đã cho các ngươi thấy nhiều việc tốt lành bởi cha ta, vậy vì việc nào mà các ngươi muốn ném đá ta? Người Do Thái trả lời: Chúng tôi muốn ném đá ông không phải vì việc lành, nhưng vì một lời lộng ngôn, bởi vì ông chỉ là người mà lại tự cho mình là Thiên Chúa. Chúa Giêsu đáp lại: Nào trong sách luật của các ngươi không có chép câu này, ta đã nói các ngươi là thần. Vậy nếu sách luật gọi những kẻ được nghe lời Chúa là thần mà Kinh Thánh không thể hủy diệt được, thì tại sao các ngươi nói với đấng đã được Chúa Cha thánh hóa và sai đến trong trần gian rằng ông nói lộng ngôn? Vì ta đã nói ta là con Thiên Chúa. Nếu ta không làm những việc của cha ta thì các ngươi đừng tin ta. Nhưng nếu ta làm những việc đó thì dẫu các ngươi không muốn tin ta, cũng hãy tin vào các việc đó, để các ngươi biết và tin rằng cha ở trong ta và ta ở trong cha. Bởi đó họ tìm cách bắt người, nhưng người thoát khỏi tay họ. Người lại qua bên kia sông Giô-đan, nơi trước kia Gioan đã làm phép rửa, và người ở lại đó. Có nhiều kẻ đến cùng người, họ nói: Gioan đã không làm một phép lạ nào, nhưng mọi điều Gioan nói về người này đều là đúng cả, và có nhiều kẻ tin người. Đó là lời Chúa. Good evening, everybody. Today we use today mass to pray especially for family. And one of the idea I try to convey to the student here is that they need to say thanks to God each day for having a family. Because we are so blessed to have family, and when we compare to so many people in the world, they don't have the family to take care of them. And with us, when we have family, we need to appreciate and thank God and ask God to help them. Because if you love somebody, you want that person or that someone to be happy. And you know, being happy, maybe you can help them, give them money, but ultimately, in order for them to be happy, they need God in their life. That's why we need to pray for them. If you have your parents with you right now, continue to pray so that God can be with them, they can be happy in their life. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, ngày hôm nay chúng ta cầu nguyện cách đặc biệt cho đời sống gia đình. Trước lễ còn có thấy thầy Quang đâu mất tiêu nhỉ? Giơ tay thầy Quang đâu rồi? Thầy Quang trốn. Quý ông bà và anh chị em đã nghe thầy Quang ở trên này với con. Là lý do là thầy Quang tối hôm qua bị nhổ răng, cho nên mở miệng không được, cho nên là hôm nay con phải đọc bài phúc âm và chia sẻ lời Chúa. Và vì có thầy Quang nên thầy Quang sắp sửa rời bỏ chúng ta rồi, nên cũng tiện đây kể chuyện cho thầy Quang, nhưng mà ở đây cũng có tất cả quý ông bà và anh chị em. Đó là câu chuyện khi mà con mới chịu chức linh mục chắc được 2-3 ngày là cùng. Thì trong 2-3 ngày đó con có dịp đi làm lễ cho các sơ Đa Minh ở Houston. Thì trong các sơ Đa Minh thì có một sơ là cha sơ giáo của con, nên là tới gặp sơ và cảm ơn sơ đã hướng dẫn trong những ngày tháng trước đó. Thì tới chia sẻ ngồi trong bàn cơm thì
tưởng là sơ chúc mừng rồi nói chuyện vui vui vậy thôi, nhưng mà không ngờ tới nơi đó sơ gọi là toàn đưa ra những cái lý do để mà hù và dọa con không à. Nhà sơ kể tới là 4-5 người, không phải một người đâu. Sơ kể là ôi cha Dũng biết không, cha Dũng bây giờ làm linh mục, bây giờ phải giữ gọi là ơn gọi đặc biệt của mình. Có mấy ông cha đấy, không chịu giữ ơn gọi rồi đi ra ngoài lấy vợ, đi ra ngoài lấy vợ rồi có ngon lành gì đâu, tại vì đi tu thì được người ta gọi làm cha thoải mái, nhưng mà bỏ đời tu rồi ra ngoài nó gọi là thằng đúng không ạ, thằng một chừng còn chớ, còn nó chẳng làm được cái gì, đi ra ngoài đi làm ăn làm sao mà bằng người ta, nên là ra ngoài khờ lắm, cho nên là bị người này người kia ăn hiếp. Nên cha Dũng phải giữ ơn gọi, nhớ nha, đừng có bỏ mà đi ra ngoài lấy vợ. Rồi một thí dụ thứ hai nữa là ui có ông cha kia cũng làm nên một cũng khá lâu đó, nhưng mà cũng bỏ ra để mà lấy vợ. Có ngon lành gì đâu, tưởng là ngon lành về còn vợ nó còn đắn cho nữa, nó khổ lắm. Cho nên cha Dũng phải cẩn thận nha, giữ ơn gọi nhá, có ra ngoài tướng cha Dũng ra ngoài nó đánh nó phải đó nhá. Hiền lành như vậy là có chừng đấy, các cha là lo mà sống ơn gọi ở linh mục, đừng có đi ra ngoài mà bị người ta ăn hiếp. Và chắc chắn khi quý ông bà và anh chị em ngồi ở dưới, chúng ta những khi cũng so sánh, chúng ta ngồi chúng ta nghĩ ngược lại, ơi biết vậy ngày xưa mình đi tu đi tu nếu không mình đâu có khổ như thế này. Có một lần có người ta hỏi ông bác kia đã cưới vợ của mình, hai người sống với nhau được 40 năm rồi, và ông cảm thấy là khó chịu bực bội với bà vợ của mình lắm. Mỗi lần mà nhắc tới bà vợ của mình là ông sùng lên giống như là con nhím vậy á, khó chịu với vợ lắm, nhắc tới vợ là không chịu nổi rồi. Thì ông bạn ông nói là bác, bác cưới, hai bác cưới nhau được 40 năm rồi, chẳng lẽ không có ngày nào mà bác được hạnh phúc hay sao? Bác thử nói cho chúng chia sẻ cho con coi, trong 40 năm vừa qua có năm nào mà bác cảm thấy là đời sống gia đình hạnh phúc nhất hay không? Ông trả lời có, 41 năm về trước á, 40 năm đau khổ, nhưng mà trước đó thì sung sướng, sau khi cưới bà đau khổ lắm. Nhưng mà chắc chắn nếu mà chúng ta chia sẻ về nói về ơn gọi, thì ơn gọi nào Chúa cũng ban ơn để giúp chúng ta sống hạnh phúc cả. Lý do tại sao mà cái đời sống của chúng ta hiện tại trong gia đình của mình, vợ với chồng hay là với con cái của mình không thấy ổn chút nào, và chính cả trong đời tu cũng vậy, tại sao trong đời tu lại chẳng có niềm vui và luôn luôn mình nghĩ mình khổ? Cho nên chúng ta phải trở lại và đưa ra. Và những cái lời, những cái điều này con đưa ra chắc là quý ông bà và anh chăm đã nghe nhiều rồi, biết bao nhiêu lần trong đời sống của mình chúng ta nghe những điều này, nhưng con đưa ra để chúng ta suy niệm, để chúng ta nghĩ lại, để chúng ta hãy thực hành trong đời sống của mình. Điều thứ nhất là đời sống cầu nguyện. Trong ơn gọi của chúng con, một trong yếu tố mà chúng con cần phải có đó là phải có đời sống cầu nguyện. Và chính cầu nguyện sẽ giúp chúng ta để mà sống mật thiết với Thiên Chúa. Trước tiên chúng ta muốn có sự liên hệ với những người chung quanh, chồng với vợ, hay là với chồng với vợ, hay với con cái của mình. Đó là những liên hệ với nhau mà chúng ta hàng ngày phải đối diện với nhau. Nhưng những liên hệ đó nếu mà chúng ta không trước tiên có một sự liên hệ mật thiết với Thiên Chúa, và chúng ta không nhận ra sự hiện diện của Chúa trong đời sống của mình, thì chắc chắn sự liên hệ của chúng ta đối với những người chung quanh sẽ có những sự trục trặc ở trong đó. Và con thấy có một số gia đình khi mà con tới thăm đó, thì họ có những cái thói quen rất là đặc biệt. Tới rồi ngồi trong bàn ăn, rồi tụi con ngồi vô nha, bây giờ có cha rồi, chúng ta ngồi chúng ta tạ ơn Chúa, rồi chúng ta đọc kinh. Hằng ngày là họ đã đọc kinh rồi, nhưng mà có cha thì nhờ cha làm phép của ăn. Và con thấy cái đó là một hình ảnh rất là đẹp, gia đình trước khi ăn cơm rồi còn biết rồi đọc kinh, làm dấu chung với nhau nữa. Chúng ta thấy bây giờ cái hình ảnh nó hiếm lắm. Nhiều khi tới những nhà nó không thấy nữa. Vợ một góc, chồng một góc, con một góc, một người, mỗi người một góc, cũng như là cha đảo kể chuyện đó. Trước mặt có cái tivi là đủ rồi, không cần gì hết.
là chúng ta sống hạnh phúc. Không phải vậy. Nếu chúng ta tiếp tục làm như vậy thì làm sao chúng ta có những sự liên hệ mật thiết với nhau? Khi chúng ta làm việc vất vả hay là con cái chúng ta đi học mệt mỏi, ngay trong bàn cơm là chúng ta để mà chúng ta chia sẻ những cái khó khăn, những cái nặng nhọc trong đời sống của mình. Và thêm thế nữa, giáo xứ của chúng ta có những một tuần trăm tuần đó học hỏi Kinh Thánh. Con tự hỏi giáo xứ của chúng ta chắc là ở đây là nhiều rồi, bao nhiêu người biết mà xin những cái CD đó để mà về mà học Kinh Thánh, để mà hướng dẫn cho con cái của mình. Chắc là không dám hỏi đâu, hỏi sợ mọi người không dám giơ tay hả? Nhưng mà đó là những phương cách để mà chúng ta gần gũi và sống mật thiết với Chúa hơn. Và khi chúng ta gần gũi sống mật thiết với Thiên Chúa đó, rồi tiếp đó làm sao, chắc chắn chúng ta sẽ có sự hy sinh trong đời sống của mình. Yêu mà không hy sinh là yêu là vứt đi. Mà chúng ta thấy Chúa Giêsu, Ngài yêu thương, Ngài hy sinh cho chúng ta, Ngài chết để mà chuộc tội cho tất cả mọi người chúng ta. Nếu chúng ta thực sự tới với Chúa thì chúng ta sẽ có những hành động hy sinh trong đời sống của mình. Có một lần tới và gặp gia đình kia và thấy gia đình rất là hạnh phúc. Hỏi gia thẳng có bí quyết gì mà gia đình chị mà hạnh phúc như thế này? Ôi cha ơi, xin lỗi cha, chứ ngày xưa là chúng con cũng là khó khăn lắm, giận dỗi, bực bội, khó chịu với nhau lắm. Mà khi mà con cảm thấy con đi những cái ngày tĩnh tâm đó, 2-3 ngày tĩnh tâm của những khóa đưa ra, thì qua những ngày tĩnh tâm đó con mới ý thức và nhận ra những điều này. Nếu mà thực sự mình muốn gia đình mình hạnh phúc thì mình không thể thiếu hy sinh và không thể bắt người khác hy sinh cho mình được. Và chị đưa ra những cái cách thức như thế này. Con nhiều khi con đi làm mệt lắm, rồi về tới nhà nó chẳng có muốn làm gì cả, nhưng mà con cứ nghĩ con phải tạo cho gia đình mình ấm cúng và hạnh phúc, thì con về rồi con nấu cơm cho gia đình con ăn. Và nấu cơm xong, cha biết không, nhiều khi mệt lắm, mà con biết là chồng hay là con cái đó, đáng lý ra là thấy con mệt như vậy là phải đi rửa chén, nhưng mà không, con rửa chén luôn. Con rửa chén và con làm hết tất cả mọi sự, con không cần phải làm gì cả, cho chồng, cho con thoải mái. Nhưng mà con vừa nói tới câu đấy, con thấy mấy một số người cười, để con đổi đề tài xíu. Chắc là các ông, các bà bị, các ông bị bà ăn hiếp mà. Tôi rửa nấu cơm về sau, ông còn ngồi đó mau ra mà rửa chén. Thằng tèo, mày không ra rửa chén cho tao mau. Mà cứ nghĩ thử coi, mình mà có thái độ như vậy thì sao mà mình có cảm thấy là hy sinh có ý nghĩa được hả? Ông nha, hôm nay cơm ngon phải không? Cơm ngon thì phải biết điều nhá, ra ngoài rửa chén giùm tôi nhá. Ông cứ mà ăn thì em thấy cũng là một cái hình ảnh, nhưng mà hình ảnh này không đẹp chút nào. Mình hy sinh chồng 50-50 nhá, tôi nấu ăn rửa, mẹ nấu, con phải lo mà rửa và dọn dẹp chén đĩa đó. Chúng ta khi mà chúng ta mà so sánh, chúng ta cân nhắc là chúng ta thấy là chúng ta bị giới hạn bởi sự hy sinh, bởi tình yêu của chúng ta dành cho những người chung quanh. Nếu mà tâm hồn chúng ta thực sự có những hy sinh mà chúng ta không cần sự đáp trả của người khác, thì lúc đó gia đình của chúng ta mới biến đổi. Và điều thứ ba con muốn đưa ra, và điều này Đức Giáo Hoàng của chúng ta cũng cách đây một tuần thôi, Ngài cũng đưa ra khi mà nói về gia đình. Ngài nói đó là trong đời sống gia đình của chúng ta cần phải có sự tha thứ cho nhau. Chắc chắn không ai có thể phủ nhận điều này, là trong đời sống gia đình của chúng ta lúc nào cũng có sự xung đột, không ít thì nhiều, không nhiều thì ít. Nhưng mà có những ngày á, chúng ta thấy á, nó sẽ nặng nề hơn những ngày khác. Có những ngày á, đĩa nó sẽ bay, chén sẽ bay, đũa nó không biết tại sao nó từ trên trời nó rớt xuống. Nhưng mà sau những cơn khó khăn và cãi nhau như vậy, sau cuối ngày của mình, Ngài nhắc nhấn mạnh, sau một ngày cuối ngày của mình hãy can đảm để mình nói lên lời xin lỗi với nhau. Xin lỗi với nhau và hãy tha thứ cho nhau.
đời sống gia đình với nhau là như vậy. Nếu mà đời sống gia đình với nhau mà lúc nào cũng vui ấy, lúc nào cũng hạnh phúc ấy, thì thật sự nó không có bền bỉ bằng nhiều khi có những cái khó khăn mà chúng ta vượt qua những cái khó khăn đó. Chỉ khi chúng ta vượt qua những khó khăn đó thì chúng ta mới sẵn sàng tiếp tục hy sinh và sống xây dựng đời sống gia đình cho nhau. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, chúng ta thấy Chúa mời gọi chúng ta làm những điều đó trong đời sống của mình, sống mật thiết với Thiên Chúa, sống hy sinh cho người mình yêu, và đặc biệt hãy tha thứ cho người anh em chúng ta. Chúng ta hãy xin Chúa, vì chỉ có Chúa mới giúp sức cho chúng ta được thôi. Chúng ta xin Chúa để Chúa đổ ơn, để chúng ta có ơn của Chúa. Trước tiên chúng ta cảm nghiệm được tình yêu Ngài đã dành cho tất cả mọi người chúng ta, và qua tình yêu đó chúng ta biết đáp trả trong đời sống và trong ơn gọi mà Ngài kêu gọi tất cả mọi người chúng ta. Amen. Gioan 23, việc triệu tập công đồng Vatican II là một hành động của đức tin. Theo tin CNS từ Vatican, phát biểu từ những thành viên tham dự Vatican II, hồi tưởng lại sự kiện xảy ra hơn nửa thế kỷ trước về chân phước Gioan 23, triệu tập công đồng Vatican II trong niềm tin rằng công đồng thật cần thiết cho giáo hội công giáo. Mặc dù chưa có khái niệm công đồng sẽ đạt được những kết quả gì. Những vị này chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn độc quyền được chiếu trong một bộ phim tài liệu sắp tới Voice of Vatican II Council Participants Remember của Catholic News Service. Cha dòng tên Ladislas Orsi, một chuyên gia cố vấn thần học, nói chân phước Gioan đã cho một sự thuyết phục rằng cần có một điều gì đó để giáo hội đáp lại nhanh hơn với thế giới cận đại. Ngõ hầu khiến thế giới cận đại đáp trả giáo hội nhiều hơn, và trực giác đó đã vượt xa tài trí của Ngài. Đức Hồng Y Loris Capovilla, người phục vụ như một thư ký riêng của chân phước Gioan trong suốt thời kỳ giáo hoàng của Ngài, dự kiến một số nhận xét đầu tiên của Đức Giáo Hoàng được phát biểu một vài ngày sau khi Ngài được bầu vào năm 1958 về điều gì sẽ trở thành Vatican II. Hồng Y Capovilla nói, các Hồng Y và giám mục đã trình vị giáo hoàng mới một kinh nguyện cho những thử thách mà giáo hội đang đối diện, không phải về học thuyết nhưng về mục vụ, trong phạm vi bao gồm phụng vụ, ngoại giao, giáo dục và kỷ luật của các linh mục. Đức Giáo Hoàng nói, hãy nhận ra giới hạn của bản thân và mở tâm hồn cho ánh sáng Chúa Kitô. Theo tin CNS từ Vatican, Đức Giáo Hoàng Francisco nói,
Chỉ những người nhận ra hạn chế của bản thân mới có thể chấp nhận món quà cứu rỗi cao quý trong Chúa Giêsu Kitô. Đó là lý do tại sao những người Công giáo khuyết tật là những chứng nhân quan trọng và hùng mạnh của đức tin. Buổi họp mặt ngày 29 tháng 3 với gần 7.000 thành viên, nhân viên và tình nguyện viên của phong trào tông đồ cho người mù và sứ mạng nhỏ cho người điếc. Đức Giáo hoàng Francisco nhấn mạnh, thực là một sự xúc phạm khi tin rằng một nhược điểm của cơ thể hoặc khuyết tật là một hình phạt từ Thiên Chúa. Ngài nói, Chúa Giêsu triệt để khước từ cách suy nghĩ này, một người bị bệnh hay có khuyết tật, hay vì sự yếu ớt và hạn chế trong cơ thể của người ấy, có thể trở thành một chứng nhân của sự gặp gỡ, sự tao ngộ với Chúa cứu thế. Người sẽ dẫn anh ta tới sự sống và đức tin, tới sự gặp gỡ với những người chung quanh, với cộng đồng. Đức Giáo hoàng Francisco tiếp, chỉ có người nhận ra được sự mỏng manh và giới hạn của bản thân mới có thể xây dựng mối quan hệ huynh đệ và sự đoàn kết rõ rệt trong giáo hội và trong xã hội. Ngài thêm, chìa khóa để trở thành một chứng nhân đáng tin cậy và có hiệu quả cho Chúa Giêsu là trước hết phải trải qua kinh nghiệm sự gặp gỡ Chúa Giêsu. Phán quyết giới hạn phá thai ở Texas được gọi là chiến thắng lớn cho sự sống. Theo tin CNS từ Austin, Texas, tổ chức Texas Right to Life tuyên bố phán quyết bởi tòa án phúc thẩm liên bang vào ngày 27 tháng 3 duy trì những giới hạn sự phá thai ở Texas để mang đến cho tiểu bang này một lần nữa chiến thắng lịch sử cho sự sống. Một hội thẩm đoàn gồm 3 thẩm phán của tòa án phúc thẩm thứ 5 của Hoa Kỳ ở New Orleans ủng hộ những phần của một đạo luật đã được thông qua từ cuối tháng 7 trước, đòi hỏi bác sĩ của các y tá phá thai phải có sự phê chuẩn của một bệnh viện gần đó, và thuốc phá thai RU486 phải được quản lý dưới sự giám sát trực tiếp của một bác sĩ chiếu theo những điều khoản của Cục Kiểm soát Thực phẩm và Dược phẩm. Texas Right to Life nhớ mạnh trong một bản tường trình rằng ban hội thẩm gồm các thẩm phán nữ bác bỏ lý lẽ của Planned Parenthood rằng điều luật này áp đặt một gánh nặng quá mức trên những người phá thai, cơ sở phá thai và phụ nữ tìm đến phá thai. Cecil Richard, chủ tịch của Planned Parenthood, đã tranh tụng chống lại với điều luật, gọi nó là một phán quyết thậm tệ của tòa án và sẽ không là lời cuối cùng. Richard nói, những giới hạn gần đây của tiểu bang Texas sẽ buộc các phụ nữ phá thai trong thời kỳ sau của thai nghén nếu họ còn có thể tìm được một bác sĩ. Thống đốc của đảng Cộng hòa Rick Perry nói phán quyết này là tin tốt đẹp cho phụ nữ Texas và những em bé chưa sanh, và chúng tôi sẽ tiếp tục tranh đấu để bảo vệ cho sự sống và sức khỏe của phụ nữ ở Texas. Thánh Stanislao, ngày 11 tháng 4, Giám mục Tự đạo 1030-1079. Thánh Stanislao được kính nhớ như vị thánh bảo trợ thành Krakow ở Ba Lan, nơi ngài làm giám mục và hài cốt ngài được lưu giữ ở nhà thờ chính tòa. Không có tường thuật đương thời nào về ngài được coi là đầy đủ, và các chi tiết về đời ngài cũng không rõ rệt lắm. Người ta kể rằng cha mẹ ngài thuộc dòng dõi quý phái, nhưng lại hiếm muộn về đàn con cái. Sau nhiều lời cầu nguyện khẩn thiết, ngày 26 tháng 7 năm 1030, họ sinh được một người con trai và đặt tên là Stanislao. Họ chú tâm đào luyện con mình theo những tập quán đạo hạnh, khiến Stanislao từ nhỏ đã tỏ ra có tinh thần bác ái và nhiệt thành phục sự Chúa. Trong bầu khí đạo đức ấy, từ thuở nhỏ,
Stanislao đã nghe rõ tiếng Chúa kêu gọi đi làm tông đồ Chúa. Trước hết, Ngài đã theo học triết học tại Đại học Niesno. Sau đó, Ngài sang Paris theo học luật và thần học ở tu viện Lorraine trong 7 năm trời. Khi cha mẹ qua đời, Ngài phải trở về Ba Lan. Được thừa hưởng gia tài lớn cha mẹ để lại, nhưng thánh nhân đã quyết chí hiến thân phụng sự Chúa. Vì vậy, Ngài đã đem của cải phân phát cho người nghèo khó, rồi tiếp tục theo đuổi lý tưởng tu trì. Đức giám mục Lambert đã phong thức chức linh mục cho Stanislao năm 1062 và đặt làm kinh sĩ tại nhà thờ chánh tòa địa phận. Giữ chức vụ kinh sĩ, Stanislao đã trở nên lừng danh về tài thuyết giảng và về chính đời sống gương mẫu thánh thiện của Ngài. Đức cha Lambert, toàn thể giáo sĩ và giáo dân đã bầu Stanislao lên kế vị. Vì khiêm tốn, thánh nhân quyết không chịu nhận. Nhưng năm 1072, vâng lời Đức Thánh cha Alexander thứ hai, Stanislao đã nhận làm giám mục Krakow. Đức cha Stanislao là một giám mục thánh thiện và nhân hậu, nhất là đối với những ai đau khổ và nghèo đói. Tuy nhiên, Ngài cũng tỏ ra là người can đảm đặc biệt. Vua Ba Lan lúc ấy là Boleslav thứ hai. Ông ta đã dùng sức mạnh khí giới để đạt tới vinh quang, nhưng lại chịu bị khuất phục trước những tật xấu khủng khiếp. Hành vi độc ác của ông đã khiến cho người ta gọi ông là kẻ độc ác. Cả nước đều phải run sợ, nhưng không ai dám mở lời can ngăn. Chỉ có một người, một vị thánh là Stanislao, đã dám đương đầu với sự giận dữ của nhà vua. Sau khi cầu nguyện với tất cả tâm hồn, thánh nhân đến gặp nhà vua. Khiêm tốn nhưng đầy cương quyết, thánh nhân quyết định nói với ông ta tất cả những gì phải nói. Ngài trình bày cho nhà vua thấy trước những tội ác tày trời, gương mù trong vương quốc mà nhà vua gây nên. Ngài cũng nói cho nhà vua rõ những phán xét Thiên Chúa đang chờ đón. Vừa nghe, Boleslas đã tỏ ra hối hận. Nhưng thật đáng tiếc, vì đây chỉ là một tình cảm chóng qua. Boleslas lại trở nên man rợ như trước và còn thêm một tội ghen ghét vào những ác độc của ông. Sau này, vua đã cướp vợ của một nhà quý phái để nhốt trong hoàng cung. Cơn giận lan ra khắp tỉnh, nhưng dân chúng run sợ, không ai dám mở miệng. Thánh Stanislao một lần nữa can đảm đến gặp Boleslas, cố gắng đưa ông trở về với những tình cảm chân chính. Ngài đe dọa, nếu còn cố chấp, nhà vua sẽ bị tuyệt thông. Run lên vì tức giận, nhà vua tìm kế sát hại thánh nhân. Boleslas biết đức cha có mua một thửa đất để xây cất nhà thờ, mà chỉ trao tiền trước mặt nhiều chứng nhân mà không làm chứng từ. Khi chủ nhân cũ qua đời, ông đe dọa các chứng nhân để họ phản chứng rồi tố giác đức giám mục ra tòa. Mưu độc của ông bị thất bại, vì sau 3 ngày cầu nguyện, thánh Stanislao đã truyền đào mộ người chết và kêu ông dạy làm chứng sự thật. Dầu vậy, Boleslas vẫn không thay lòng đổi dạ đối với vị giám mục gan dạ Stanislao. Ngày 8 tháng 5 năm 1079, khi thánh Stanislao đang dâng thánh lễ tại thánh đường thánh Mikael, ông sai người đến sát hại thánh nhân. Cả 3 nhóm binh sĩ lần lượt đến mà không hoàn thành được lệnh truyền, khiến chính nhà vua phải ra tay. Ông xông vào nhà thờ, chém giết vị giám mục tại bàn thờ. Chưa đã thỏa lòng giận dữ, ông còn chặt xác ngài ra làm nhiều khúc rồi vứt ra ngoài đồng cho chim trời rút rỉa. Nhưng 4 ngày sau, trên trời chỉ có 4 cánh phượng hoàng bay lượn, ngăn cản tất cả, không cho bất cứ con vật nào xâm phạm tới xác thánh. Bấy giờ Boleslas mới tỉnh ngộ và hối lỗi. Ông cho tổ chức lễ an táng, thánh Stanislao rất trọng thể. Xác thánh liền lại như mới qua đời vì bệnh tật và được chôn cất tại nhà thờ chánh tòa Krakow.
Quý ông bà, cha mẹ và anh chị thân mến, chương trình tin mừng hôm nay xin được tạm kết thúc nơi đây. Chúng con xin kính chúc quý ông bà, cha mẹ và anh chị luôn được tràn đầy niềm vui và bình an của Chúa Cứu Thế và Mẹ Maria, Mẹ Hằng Cứu Giúp. Và xin hẹn gặp quý ông bà, cha mẹ và anh chị trong chương trình kỳ tới.